Xin chào các em. Bây giờ chúng mình cùng học tập đếm con lợn nhé. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 1 con lợn 1 2 2 con lợn 1 2 3 3 con lợn 1 2 3 4 4 con lợn 1 2 3 4 5 5 con lợn 1 2 3 4 5 6 6 con lợn 1 2 3 4 5 6 7 7 con lợn 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con lợn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 con lợn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 con lợn.